Với tâm niệm, một miếng khi đói bằng một gói khi no, quán cơm mang tên Yên Vui nằm tại số 68 đường Lý Triện, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, thường phục vụ hơn 170 suất ăn mỗi ngày cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bữa cơm đầy đủ và ấm áp với giá tiền chỉ từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Quán Yên Vui hoạt động từ tháng 7 năm 2019, nằm trong dự án suất ăn giá rẻ của Quỹ từ thiện Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây phục vụ 2.000 đồng trên một suất cơm mặn và 1.000 đồng trên một suất cơm chay, với đầy đủ cơm trắng, rau xào, món mặn, canh và trái cây tráng miệng, đều đặn vào các buổi trưa các ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu hàng tuần. Nhiều người đến từ sớm để được mua suất cơm giá rẻ, nhờ đó tiết kiệm được một phần nào chi phí trang trải cuộc sống. Cô mới ra cái bọn nó bảy chỉ của xin ca mua cơm chưa, cái mua cơm nào cái mở bán rẻ lắm, hơn ngon một phần. Chú tới đây ăn là 2 năm rồi, đây thì thân thiện mà làm ăn sạch sẽ, đàng hoàng, cơm thịt bữa cái đậu món miếng à, ngày nào cũng đậu món hết. Vào 6 giờ sáng mỗi ngày, các nhân viên tình nguyện của Yên Vui đã có mặt và tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng. Họ luôn giữ thái độ nhiệt tình, niềm nở với tất cả các vị khách đến đây với mong muốn giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng chính là niềm vui và lý do khiến những nhân viên tình nguyện viên gắn bó lâu dài với quán. Trong khi mà xin tham gia phục vụ thì cô thấy công việc là quá là ý nghĩa đi, vì phục vụ quá sức là nhiều người nghèo và nhiều người bệnh tật đau khổ rồi neo đơn nữa, cho nên cô thấy cái công việc này quá sức ý nghĩa. Cô, cái tâm nguyện của cô là mong muốn là càng ngày là càng thêm nhiều người biết đến quán nữa. Mức giá 2.000 đồng chỉ mang tính tượng trưng để thực khách không cảm thấy ái ngại khi vào ăn, còn phần lớn chi phí thực phẩm, mặt bằng đều được các mạnh thương quân, nhà hảo tâm tài trợ. Tất cả tấm lòng thơm thảo bằng tiền mặt, hiện vật gửi tặng quán đều là những món quà quý giá, giúp quán tiếp tục duy trì hoạt động cho đến hôm nay. Do tình hình dịch bệnh hiện nay thì quán hiện nay phục vụ khoảng 170 suất cơm. Nếu mà tình hình ổn trở lại thì mỗi ngày phải 400 suất cơm. Trong tháng 4 này, quán sẽ mở thêm 2 địa điểm phục vụ cơm cho bà con tại địa chỉ 282 đường Trân Nữ Vương và 104 Hải Hồ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Qua đó, Yên Vui hy vọng sẽ đem lại thêm nhiều niềm vui và động lực đến với tất cả mọi người để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.